đàn ông đi làm về mệt mỏi, ai chẳng muốn có mâm cơm ngon lành đợi sẵn. Thế nhưng, không phải ai cũng được Phi Tần đáp ứng chú ý như thế. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây thậm chí còn là nạn nhân cho sự dụng về của cô Phi Tần. Mâm cơm cô nấu nướng sẵn chờ chồng tuy cũng có đủ món mặn và món rau nhưng thất bại toàn tập khi hình thành món trứng gấp. Cô Phi Tần có lẽ đã tấn công trứng quá tơi trước khi cho vào gấp trong nồi cơm điện. Hậu quả là khi anh chồng mở nắp nồi, đã thấy trứng tràn hết ra ngoài bát. Món ăn kinh sợ gì mà cô Phi Tần sẵn sàng sẵn cho chồng. Bát trứng nhon nhét khiến mâm cơm mất hết vị ngon. Nhìn món ăn này, người ta liên tưởng đến nhiều thứ kinh sợ gì khác, còn riêng anh chồng thì chẳng dám ăn. Dân mạng than ngắn, thở dài thay cho anh chồng xui xẻo. Tuy vậy, nhiều người cũng khuyên anh chồng nên suy nghĩ tích cực vì ít ra cũng được Phi Tần nấu nướng cơm cho ăn đầy đủ. Bên cạnh đó, không ít ý kiến suy đoán đây chỉ là tai giả nấu nướng nướng mà thôi. Số khác nói vui rằng anh chồng nên trả lại cô Phi Tần về nơi sản xuất để mẹ Phi Tần dạy lại nữ công gia chánh.